Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay chiều thứ tư, Bắc Mỹ, Mountain Time, Arizona. Như Lê Minh đã hứa là sẽ like hôm nay tập 2, phần 2 về vấn đề nhà cửa bất động sản của Mỹ, mà người ta, những người mà dân nghèo họ sinh sống như thế nào để họ có được cái nhà để ở, để che nắng, che mưa. Thì trước khi Lê Minh like nói về vấn đề đề tài đó thì Lê Minh cũng muốn nói với anh chị các bạn là trên cái không gian mạng này thì Lê Minh không có kênh. Có nhiều người cứ hỏi là Lê Minh có kênh này kênh nọ. Lê Minh không có lập kênh, chỉ có Facebook thôi. Tại vì nhiều khi mình đi đây đi đó, rồi công việc, rồi nhiều khi thấy cái gì đó hay rồi một like, rồi lên Facebook like để chuyển cái thông điệp đó đến anh chị các bạn, để mình tìm hiểu, học hỏi lẫn nhau thôi. Rồi có một số các bạn có kênh thì các bạn lấy, các bạn chia sẻ ra thì để những người khác họ cập nhật được thông tin. Thì còn kênh thì mình không có. Thì cảm ơn anh chị các bạn cũng ủng hộ tiếng nói của Lê Minh. Mình chỉ sống xa quê hương, mình thấy những cái vấn đề gì bất cập ở cái đất hải ngoại này, và những cái khó khăn mà người dân hải ngoại họ ở cái đất Mỹ này nó xảy ra hàng ngày. Mình cũng muốn chia sẻ để thấy rằng ở đâu nó cũng có những cái khó khăn của nó, chứ không phải riêng gì ở Việt Nam thôi. Cái cuộc sống mà ở đất Mỹ này nó cũng muôn màu, muôn mặt, muôn hình, muôn vẻ, chứ không phải giống như là một cái thiên đàng, giống như những thành phần mà nó cuồng Mỹ hay những cái đám mà chống cộng ở bên hải ngoại nó ca tụng nước Mỹ. Thì đây thì anh chị các bạn nhìn thấy, đây là những cái khu mà nhà gọi là nhà nghèo, anh chị các bạn. Từ những cái khu mà biết thương mại rồi cũng vậy. Nhìn nó rất là điêu tàn, anh chị các bạn thấy. Cái gì nhìn nó hoang tàn lắm. Nó không có phải giống như là cái bánh vẽ mà mấy cái tụi mà chống cộng nó thường hay nói. Những cái khu đô thị sầm uất á thì nó lại khác. Tiếc là ngày hôm qua tôi đi công chuyện tới một cái thành phố, các bạn biết, nó gọi là Scottsdale. Cái thành phố nơi đó dân gọi là dân giàu không á, mà vô nó toàn là những cái khu mà gọi là nó gọi là trá hình đó. Bữa nào tôi sợ xuống đó tôi quay để anh chị các bạn thấy nó những cái khu ăn chơi trá hình, nó vô đó nó massage rồi cũng khiếp lắm. Hôm qua mình có ông chị mình đi ngang đó, đây là những cái khu mà nhà cửa, anh chị các bạn, nhà của những người mà dân mà gọi là dân trung lưu, dân đúng không, phải dân này dân nghèo á. Các bạn thấy người ta chạy xe vậy đó, chứ không phải ở bên Mỹ này chạy xe ô tô, xe hơi là anh là giàu có đâu. Có được cái chỗ để che nắng, che mưa là mừng. Đây là những cái loại nhà mà anh chị các bạn thấy. Những cái loại nhà là nhà di động. Đấy, họ, những người này họ nghèo lắm. Họ chỉ cần có cái chỗ ở để đặng họ đi làm. Và họ mưu sinh hàng ngày, họ sinh sống. Họ chỉ vậy thôi. Đấy, các bạn thấy những cái ngôi nhà vậy. Mà một khi mướn một cái chỗ như vậy đó, 300 tới đến 500 đồng tháng tùy theo. Những cái nhà hay những cái xe, các bạn thấy cái xe đó nó làm trong đó có phòng ngủ, giường ngủ, có nhà tắm, nhà cầu nhỏ vậy đó, vừa đủ để người ta kéo tới, người ta thuê cái chỗ vậy đó. Rồi họ có cái chỗ họ câu điện vô là họ ở miễn sao Mỹ, cái người Mỹ họ sống miễn sao có cái chỗ ở, người ta ở là được rồi. Nên các bạn thấy không? Cái nhà, cái xe nó làm đủ cách để đặng họ mưu sinh, chứ không phải là ở Mỹ này ai cũng có được, phải có cái nhà đâu. Với cái đám chống cộng thì nó nói ở Mỹ này ai cũng được có nhà, có cửa thế này thế nọ. Nhiều khi nó ở nhà chính phủ á, các bạn biết nhà của chính phủ cấp cho nó ở, thì nó lên mạng nó bảo rằng là nó được cái nhà đó, nhưng mà thực sự không phải. Đa số mấy cái người mà mấy cái tụi mà nó cuồng Mỹ, mấy cái đám ở bên Mỹ này, đám chống cộng nữa, các bạn thấy nó rất là xạo, nó nổ dữ lắm. Nhiều khi nó ở nhà gọi là nhà chính phủ cấp mà nó cứ lên nó nói là nhà của nó. Để các bạn thấy chiếc xe nó chút xíu vậy đó, nó đặt cái máy lạnh vô vậy đó, nó đi làm về như cái thùng vậy đó, cái thùng vậy đó, vậy mà nó cũng vô đó nó ở được. Nó chỉ cần có cái chỗ ở thôi à. Đấy, nó sống ở chiếc xe, mấy xe minivan rồi nó cứ làm có cái thùng ở trên. Đấy, cái nhà nó ở, các bạn thấy. Người ta tìm đủ mọi cách để người ta mưu sinh và người ta sống, miễn sao họ có chỗ ở là được rồi.
các bạn thấy vất vả trăm bề chứ phải giỡn đâu, thấy không? Trời nóng nó đúc máy lạnh qua bên mấy cái cửa sổ mấy chiếc xe gì nè, mấy xe gì rẻ lắm, nhiều khi mua cũ lại 5-3 ngàn, 4-5 ngàn à, mà muốn kéo đi á phải có mấy cái loại xe lớn mới kéo nổi, xe như cỡ chiếc F350 thôi mới kéo nổi, những xe máy dầu lại lớn, mà một khi những người như vậy họ đặt xuống như vậy là họ ở luôn cho đến chừng nào chiếc xe đó nó hư thôi, hư rồi dục luôn, rồi họ thuê mỗi chỗ vậy 300 trở lên tùy theo loại, tùy theo chỗ khu vực nữa đó. Còn bên này thì nó hơi lớn một chút, bên này thì nó tém qua tém lại cuộc sống. Các bạn thấy nhà cửa bên Mỹ đâu phải là ai cũng ra đó là tôi muốn mua là tôi mua đâu. Mẹ ơi, các bạn biết bởi tôi nói ở bên Mỹ làm chủ cái nhà như làm chủ cái nợ. Tại sao? Tại vì mình làm chủ cái nhà mình phải trả nợ. Các bạn thấy những cái nhà như vậy là nhà di động nè, mà một khi nó đặt xuống rồi là xong đó. Mua nó làm nó kéo đến nó đặt xuống vậy là xong rồi đó. Đấy, mà như vậy đó là cũng phải đóng thuế, các bạn phải trả thuế, chứ không phải là tự nhiên đặt cái nhà xuống tôi thấy miếng đất đó tôi thuê miếng đất đó là vậy thôi đâu, còn phải đóng thuế nữa, khi bảo hiểm nữa, rồi ôi thôi đủ thứ nữa. Bảo trì nữa, những cái mà nhà cửa các bạn thấy đời sống người ta, cái khu này gọi là những khu dân nghèo đó, không phải là mà những chiếc xe hơi như vậy là các bạn thấy xe hơi xe ô tô vậy ô là ở Mỹ rồi, qua Mỹ có xe hơi là giàu lắm đâu. Với cái chuyện xe hơi bên Mỹ giống như các bạn chạy xe Honda, xe máy Việt Nam vậy đó. Lúc trước tôi quay cái này mà mấy cái đám con Lisa Phạm, mấy cái đám chống cộng ở bên cái tiểu bang Arizona tôi nó tức nó nói tôi lên mạng nó xấu luôn, nó kéo lại nhà. Rồi nó nói tôi cầm cờ cầm này là cái vụ này, mấy cái vụ này là tôi quay lại để cho các bạn thấy đời sống các bạn thấy không, nhà mấy cái nhà này á, những cơn bão lớn là ngồi đó mà giật mắt á, nó rung qua nó rung lại chứ không phải giỡn đâu. Đấy, nhiều thằng nó có tiền thì nó mướn miếng đất bự hơn, nó làm cái nhà nó rộng rãi hơn, nó ở vậy đó, các bạn thấy đó, chứ đâu phải là giỡn đâu. Mỹ mà ở bên Cali khu người Việt cũng vậy, họ có nhiều người họ không có nhà, họ ở họ ước họ chỉ có cái mobile home như vậy để đặt họ ở thôi anh chị các bạn, tại vì đất đai á, nhà cửa bên đó quá đắt, nó đắt một cách kinh khủng luôn. Chứ nói mà anh chị các bạn biết những cái người Việt họ mua nhà bên đó họ hùng nhau rồi họ cho thuê, họ cần họ sửa lại cái nhà đậu xe, cái chỗ mái thiên, cái gọi là cái patio, cái carport, mọi thứ đừng để đặng họ cho thuê để đặng kiếm thêm chút tiền để đặng trả này trả nọ. Chỗ Mỹ mà các bạn thấy không, ở bên mà bên tiếng Mỹ này mấy cái loại nhà gì nhiều lắm. Rồi ngày mai tôi sẽ quay cho anh chị các bạn những cái khu mà giàu có sang trọng họ ở thì nó đâu qua đó. Đó, nó giàu có thì cũng là dân trung lưu thôi, cái khu giàu có nhà nó bậc triệu thì khác nữa, cái khu nó ở rất là khác, cái khu mà dân trung lưu ở vô đó các bạn biết còn phải trả tiền mà của khu vực á, mình vô đó mình thuê có mình ở nhưng mà mình mua nhưng mà mình phải trả tiền mà nó bảo trì cái khu vực đó hàng tháng. Các bạn thấy không, nhà cửa cái loại như vậy đó, chứ lại đó người ta thuê mấy người này người ta ở, người ta kéo xuống người ta ở lâu rồi ký người ta làm hàng rào lại, nó thuê đất không, cái thuê chỗ gì 300-500 tùy theo chỗ nào rộng lớn nhỏ đó, tùy theo thôi. Mấy chỗ này là thuê không mà mình chỉ đặt cái nhà xuống, cái sau này cái nhà mà không còn ở được nữa thì mình bỏ mình đi, cái nhà đó nó đập dục, nó kéo nó đập dục, tại vì nó đóng dáng đóng đồ cũng tạm bợ lắm, nó đóng dáng đồ các bạn thấy đóng dáng vậy đó, dáng lớp trong lớp ngoài rồi chính giữa nó bỏ cái insulation đó, cái đồ cách nhiệt á, còn loại tôn như vậy nè, các bạn thấy không? Mà ở đây ở những cái khu bên này người Mỹ họ sống về rất là nhiều chứ không phải là ít, không phải chỉ có cái khu này đâu, nhiều lắm. Mỹ mà nó muôn màu muôn mặt chứ không phải giống như một số những thành phần nó ngồi đó, ô tao qua Mỹ tao mua được cái nhà rồi, ai cũng có cái nhà để ở, cái nhà mà cái nhà nó như thế nào,
nói không mượn loan mượn nợ. Mấy cái này nhiều khi mình đâu có cần phải mượn mượn nợ đâu, nó bán 5-3 ngàn, 5-10 ngàn cũng có. Nhưng có nhiều họ dành dụm, họ mua được những cái loại mà nhà như vậy nè, nhiều khi nó cho mình nữa. Nhiều thằng nó ở đâu rồi giờ nó kéo đi đâu được, nói không tiền kéo không là tốn 5-6 ngàn rồi. Các bạn thấy nó ở đâu rồi, nhiều khi nó đăng trên báo nó cho luôn, nó cho lấy rồi nó bỏ nó đi, rồi người khác hoặc là người nào nó lấy về sửa lại. Nó cái loại nhà họ sống họ đủ cách để rằng họ mưu sinh hết trơn à, chứ không phải giống như cái đám mà nó cuồng Mỹ, nó chống cộng, nó lên mạng nó làm y như thật. Nước Mỹ mà cho các bạn, nó muôn màu muôn mặt, những cái khu sinh hoạt đời sống ở đây cũng vậy, nó cũng phức tạp lắm. Đời sống ở Mỹ mà người nào nó cái sự giàu nghèo nó chênh lệch nhau khủng khiếp lắm, mà nó riêng biệt rồi. Khu của người giàu giàu, khu của dân trung lưu thì dân trung lưu, còn khu nghèo, khu nghèo ở đấy, khu này khu gọi là dân này gọi là dân nghèo. Ở Mỹ mà mình nói cái chữ nghèo nghe nó chua chát ha. Bởi vì mấy cái tụ chống cộng mấy thằng mà thành phần mà cuồng Mỹ nó không thích. Mỹ của nó là phải giàu. Mỹ của tao là phải giàu có, phải là cái gì đó ghê gớm lắm. Đấy, các bạn thấy cuộc sống ở những cái khu vực này, tiền nào của nấy, nó người nghèo thì họ ở cái khu người nghèo, dân trung lưu thì ở cái khu dân trung lưu, dân giàu thì nó ở cái khu giàu của nó, vô nó có bảo vệ cổng, vô cửa nó có đồ bấm cửa, khu vực của nó khó ai mà vô được. Những người mà lạ mặt muốn vào đó nó có số để bấm cổng, rồi nhà số nhà đồ mã số đồ mới vô được. Anh chị em các bạn thấy ngay cả những cái khu thương mại như vậy, nhìn nó lụp sụp lệ sẻ lắm, nó rất là lụp sụp lệ sẻ. Mỹ là vậy đó, đời sống ở Mỹ mà nó có muôn hình, chứ không phải giống như ô tôi qua Mỹ là tôi mua được cái nhà là tôi ngon lắm. Có nhiều người trong nước tại họ có tiền, họ bỏ quê hương ra đi, họ dồn hết sức lực vốn liếng của họ có, họ dọt qua Mỹ thì họ mua cái nhà, cái tiền đó họ đã chứng minh. Hello, xin lỗi, có điện thoại cho nên nó bị rớt. Các bạn thấy những cái khu nhà, những cái khu thương mại ở đây cái gì nữa, nhìn nó điêu tàn quá. Nó khu thương mại các bạn thấy không, bị Covid á, coronavirus á, nó cũng vắng vẻ lắm. Làm ăn buôn bán bây giờ nói chung là tiểu thương cũng khó khăn trăm bề. Cái khu này là khu dân nghèo đấy, các bạn thấy còn te tua, cuộc sống còn đầy khó khăn. Ở Việt Nam bây giờ người ta có nghèo nó cũng đâu có đến nỗi, cuộc sống người ta cũng cố gắng họ vươn lên để đặng mà phấn đấu. Còn ở Mỹ này tôi nói chị các bạn, nghèo thì nghèo rớt mồng tơi chứ không phải giỡn, nghèo tả tơi. Có nhiều người làm đầu tắt mặt tối, làm trả nợ trả bill đủ thứ, tiền này tiền nọ, thấy nó vậy chứ đụng vô cái thôi. Bởi vì có nhiều người họ sai lầm, họ ngồi đó họ mê mấy cái đám mà nó cuồng Mỹ, nó lên mạng nó cho ăn cái bánh vẽ. Ngồi đó có nhiều người bỏ quê hương, bỏ tổ quốc, bán hết tiền tài sản, tiền của đi qua bên Mỹ, đi ra nước ngoài. Cuối cùng tự nhiên mình qua xứ người ta, rồi giờ phải đi làm lao nô. Các bạn thấy những cái khu thương mại ở đây mà nó vắng vẻ như thế này, kinh tế Mỹ còn khó khăn trăm bề. Hy vọng cái vấn đề coronavirus nó sẽ vượt qua và nó có thuốc thì dân Mỹ họ mới có cuộc sống ổn định trở lại thôi. Chứ bây giờ tôi nói còn te tua. Giờ mà ai mà có trong nước mà cứ có cái mơ mộng mà tôi phải đi ra nước qua Mỹ để đổi đời, tôi nói chỉ các bạn quên đi. Ở Việt Nam kìa thôi, cố gắng mà lo làm ăn để đặng mà phát triển cái cuộc sống của mình. Chứ tự nhiên giờ qua bên Mỹ đi làm, đồng đô Mỹ giờ đâu mua được cái bánh, mua được cái kẹo còn không đủ.
tiền đồng đô nó bên này nó một trời một vực. Nghe người ta nói làm tháng 3-4 ngàn đô nghe chắc là ghê gớm lắm, nhưng mà chi phí đủ thứ hết, tiền này tiền nọ, rồi đâu cũng vô đó, buồn chết bà cố luôn. Tại vì tôi ở đây lâu rồi, mình cái cuộc sống của mình nó bận rộn rồi, mình quen rồi. Chứ về Việt Nam thì các bạn thấy thoải mái, có tiền sống, muốn đi chơi, muốn nghỉ thì nghỉ. Bên này nhiều khi live stream cũng phải tận dụng cái thời gian của mình, tận dụng cái thời gian của mình để mình đi đâu đó, mình có đằng mà live. Bây giờ các bạn thấy tôi live ở trên xe.